Ngay sau đây là thông tin liên quan đến việc Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nắm bắt tình hình và báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai các giải pháp phù hợp nhằm ổn định thị trường, tránh để xảy ra tình trạng đất tăng giá theo tin đồn như thời gian vừa qua. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh cần công khai thông tin quy hoạch các khu vực cũng như tiến độ triển khai các dự án từ giao thông, hạ tầng và cả bất động sản. Cùng đó, cơ quan chức năng cần tổ chức các đoàn kiểm tra việc kinh doanh bất động sản, kịp thời chấn chỉnh việc chia lô bán nền trái quy định tại các khu vực đang là điểm nóng sốt giá. Chính quyền các quận huyện tại những khu vực này cần tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về thông tin và các tin đồn thất thiệt để người dân biết và không cuốn theo cơn sốt ảo.